Chào mừng các bạn đến với kênh Game Giải Trí. Hôm nay mình đã tìm được con bài gây ức chế lớn nhất trong người chơi. Hãy cùng xem nhé các bạn. Một con bài có khả năng tạo sự ức chế lớn nhất. Nó có thể khiến các bạn nghỉ chơi nếu như các bạn gặp trường hợp này. Một con bài có khả năng tiêu diệt tất cả mọi thứ. Tiêu diệt cả niềm tin của các bạn vào lá bài. Gần đó là một trường hợp tấn công của con bài khiến trắng. Và khi mà thần may mắn vừng nghiêng về con bài Samurai này thì tất cả đối thủ đều là cỏ rác. Nó chỉ có một cái hai attack, một cái hai death mà thôi. Nhưng mà muốn vượt qua con bài này, các bạn cần phải vượt qua được thần may mắn. Con bài này sẽ có tên thần may mắn nha các bạn. Thần may mắn. Ichizu không thể có cách nào có thể tiêu diệt con bài này các bạn khi mà thần may mắn đã nhập vào con bài này. Và với 3 lượt thì đủ để cái 3 gọi được con bò huyền thoại của mình. Trùng hợp vô kỳ trùng. Trước khi thua cũng phải cố gắng tiêu diệt cái tên Samurai lùng và khó chịu này. Cố lên nào. Cố lên, cơ hội cuối cùng. Vâng, bỏ tay thế các bạn. Đắng. Chỉ có thể dùng cái đắng để diễn tả với con bài với thằng lùng này, thằng lùng Samurai này. Như vậy vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một con bài có thể nói là ức chế nhất, cũng có thể nói là may mắn nhất, hay là thân may mắn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nhé.